Những đối tượng cõng thuốc lá lậu qua biên giới là Lò Văn Uốn và Lào Văn Nguyễn. Đồng chí biết họ chứ? Dạ, báo cáo thủ trưởng, việc này tôi biết ạ. Đồng chí biết họ lâu chưa? Ở đâu và vào thời điểm nào? Dạ, đúng là họ có hay đi qua trạm, nhưng nên là tôi với họ chỉ là mối quan hệ xã giao thôi ạ. Dạ, báo cáo thủ trưởng, đúng là trước đây tôi có mắc sai lầm, nhưng chỉ là con gà, quả dưa bắp ngô thôi. Còn những chuyện liên quan đến buôn lậu, tôi thề với thủ trưởng là tôi không liên quan đâu ạ. Tôi chỉ hỏi đồng chí, có biết thông tin gì về những người này không thôi, chưa nói đến những chuyện khác. Dạ, thú thật với thủ trưởng, đúng là tôi với họ có đi nhậu với nhau vài lần. Hồi tôi mới lên trạm, do chưa thông thạo đường xá, nên có lúc muốn mua cái này cái kia, lại phải nhờ người ta mua hộ. Cụ thể là mua những gì? Dạ, báo cáo thủ trưởng cũng không có gì to tát đâu ạ. Chỉ là mấy đồ sinh hoạt rồi một ít gia vị, một ít thực phẩm, thịt lợn, thịt gà. Tiền đâu ra đồng chí mua? Dạ, cái này là do anh Văn. Dạ, anh Văn nhờ tôi mua hộ ạ. Thủ trưởng về ạ. Trong khi chờ xác minh làm rõ, yêu cầu đồng chí bố trí công việc khác cho đồng chí Toàn. Động viên cán bộ chiến sĩ anh em trong trạm giữ vững tinh thần, hoàn thành nhiệm vụ. Rõ. Tại sao cậu lại lôi tôi vào vụ này? Sự việc vỡ lở ra, thực tâm tôi có muốn như thế đâu. Thế bây giờ cậu định tính như thế nào? Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những sai phạm của mình. Nhưng còn anh, tôi cũng muốn anh nhìn nhận ra vấn đề. Anh cũng nên đứng ra nhận trách nhiệm của mình. Trách nhiệm gì? Tôi có dính dáng gì đến cái vụ này đâu. Cậu vẫn còn cơ hội để sửa sai đấy. Ít nhất là đối với gia đình của mình. Tôi cũng đang sửa sai rồi. Dù có thế nào, tôi cũng chấp nhận. Cố gắng. Xin phép anh. Đồng chí Văn, quan hệ với những đối tượng này như thế nào? Dạ, báo cáo thủ trưởng. Đề nghị đồng chí thành khẩn. Dạ, báo cáo thủ trưởng là có vài lần đi nhậu với họ, là anh Văn là người rủ tôi đi cùng. Dạ, nhưng mà thưa thủ trưởng, trong cuộc nhậu thì tôi chỉ nghe mấy chuyện linh tinh vui vẻ thôi, còn những chuyện khác thì dạ tôi không hóng được. Báo cáo thủ trưởng, tôi có mặt. Sao căng thẳng thế? Dạ. Thoải mái đi. Hôm nay tôi chỉ nói chuyện cá nhân thôi. Dạ. Cậu có biết cậu Văn là em vợ cũ của tôi không? Báo cáo thủ trưởng, cái việc này thì cả trạm mình ai cũng biết ạ. Từ khi nào? Báo cáo cũng mới thôi ạ. Từ sau khi cái chuyến xe hàng lậu bị bắt. Vị trí chúng ta đang đứng rất nhạy cảm và phức tạp. Chỉ cần một sai lầm thôi, cái giá phải trả là rất đắt đấy.